Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hacom Quick Review. Nếu mà hỏi rằng là mình yêu thích những cái mẫu laptop gaming đến từ hãng nào nhất thì câu trả lời của mình sẽ là Asus nhá. Không thể phủ nhận rằng những chiếc laptop gaming đến từ Asus đang có những cái hiệu năng siêu tầm giá ngày càng ổn hơn, đặc biệt là với dòng TWeb Gaming. Và sản phẩm bên cạnh mình đây chính là sản phẩm chiếc laptop gaming đến từ dòng TWeb này, có mã là FX506. Mặc dù đã ra mắt trên dưới 1 năm rồi nhưng mà mình nghĩ là những cái thiết kế này, mức giá hay là hiệu năng của em FX506 này vẫn rất là phù hợp với cái thị trường laptop gaming hiện nay, đặc biệt là trong cái tầm giá 20 triệu. Đó, thế nên ngày hôm nay mình sẽ qua một cái video để recommend cho các bạn, nhất là những cái bạn kiểu sinh viên mới ra trường đi làm hoặc là các bạn đang học mà muốn có nhu cầu giải trí cả chơi game nữa thì con này sẽ rất là phù hợp nhá. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ra để xem là bên trong nó sẽ có những cái gì nào. Ngay khi mở hộp ra thì chúng ta đã nhìn thấy được ngay nhân vật chính, mã FX506 được bọc trong một chiếc hộp màu trắng như thế này. Đó, mình sẽ để nó sang bên này. Đó, các bạn nhìn thấy thiết kế đã bị ấn tượng chưa? Quá là gaming, quá là mạnh mẽ. Rồi, chắc chắn là chúng ta sẽ phải có thêm những cái sạc nữa. Một phần của cái sạc và một phần nữa của cái sạc. Để xem cục sạc này sẽ là bao nhiêu watt nào. Cục sạc này sẽ cho công suất sạc là 150W nha. Và chúng ta sẽ không thể thiếu được là những cuốn sách hướng dẫn đến từ Asus. Và trong này sẽ có thêm một cái vài cái túi nhỏ nữa. Theo như mình thấy ở đây thì nó sẽ có ốc M2. Và đây sẽ là một cái khe để cho các bạn cắm thêm HDD, kiểu như là để cho các bạn nâng cấp ổ cứng của mình á. Đó. Gaming, mạnh mẽ, lịch lãm và đặc trưng sẽ là 4 từ mình dành để tả về ngoại hình của mã FX506 này. Bởi vì các bạn thấy là một cái thiết kế đậm màu sắc gaming đúng không? Từ ngay cái mặt A này thôi chúng ta đã cảm thấy vô cùng ấn tượng bởi những cái đường cắt xẻ hay là đường vân gỗ như thế này rồi. Và thực sự là mình đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi ngoại hình của em TUF FX506 này. Và không những thế nhá, không những chỉ đẹp mà em nó còn có một cái chất lượng build cực kỳ chắc chắn. Thực sự là mình không thấy một tí cái hiện tượng flash nào ở cái bàn phím này luôn. Và cái màn hình nó sẽ mỏng hơn nên đương nhiên nó sẽ hơi có một xíu nhá. Và điều thứ hai mà mình cảm thấy rất là thích trong cái phần ngoại hình của em FX506 này đó chính là cái dãy bàn phím ở đây. Nó sẽ là một layout bàn phím full size bình thường thôi, nhưng mà mặc dù là một chiếc bàn phím trên một chiếc laptop nhưng mà mình bị thuyết phục bởi vì cái cảm giác gõ của nó rất là sướng. Hành trình phím sâu này, lực bấm nhẹ nhưng mà cho một cái độ này rất là tốt. Và đương nhiên là với những chiếc laptop gaming thì chiếc len nền cũng sẽ có những cái màu sắc đặc trưng. Và ở trong mã này thì nó sẽ là màu sắc là màu đỏ nhá. Cái cụm phím ASDVK, cái cụm phím mà các anh em game thủ gọi là thường xuyên thao tác nhất, thì cũng được làm nổi bật lên ở trong cái tổng thể để cho chúng ta dễ dàng thao tác hơn. Và cũng có cái chức năng ví dụ như là khóa phím Windows này để giúp cho chúng ta không bị thao tác nhầm trong quá trình chơi game. Còn đối với màn hình thì có lẽ cái điểm đặc biệt duy nhất mà mình muốn nhấn mạnh đến nó chính là màn hình 144Hz. Còn ngoài ra những cái thông số khác như là độ phân giải Full HD, kích thước 15,6 inch với giải màu NTSC là chiếm 45% thì mình nghĩ là nó cũng không quá ấn tượng. Kể cả với độ sáng là 250 nits nữa, nó sẽ đáp ứng ở nhu cầu gọi là ổn và đủ cho mọi người thôi. Còn riêng về cái tần số quét 144Hz thì đó mới là điều mà các bạn cần quan tâm, và đặc biệt là các anh em game thủ cần quan tâm để chúng ta có một cái trải nghiệm chơi game thật là đã mắt, thật là mượt mà. Chiếc laptop Asus TUF FX506 này thì sở hữu một cái combo cấu hình như thế này. Đó là CPU Intel i5-10300H cộng với cả card đồ họa là GTX 1650 có 8GB RAM và SSD sẽ là 512GB. Vậy thì đó sẽ là một cái combo chơi game mình thấy rất là cơ bản, dành cho các game thủ cơ bản luôn. Em này thì sẽ chiến rất là tốt những cái tựa game MOBA, eSports các thứ nhẹ nhàng. Và theo những kết quả test của mình á, thì mình nhận thấy là kể cả là với những cái tựa game hơi ứng chip của em một tí thì em này cũng sẽ cho ra được một cái lượng FPS khá là ổn định. Ví dụ nhá, như với cái tựa game đó là Apex Legends thì chúng ta sẽ có FPS trung bình đạt đó là 67 FPS. Và mình nghĩ là mức này nó sẽ là mức tối thiểu vừa đủ để cho các bạn có được một cái trải nghiệm chơi game đủ mượt mà. Còn với CSGO, một cái tựa game bắn súng mà nó nhẹ hơn, thì chúng ta sẽ có FPS trung bình cao hơn, đó là 75 FPS. Thỉnh thoảng thì nó cũng bị drop xuống về P1% lâu xuống tận là 48 FPS, nhưng mà nó chỉ là một cái phần trăm rất là nhỏ thôi. Nhiệt độ của em FX506 này cũng rất là mát mẻ ở trong các bài test của mình, khi mà CPU thì nó sẽ dao động khoảng trên 80 độ C, còn đối với GPU nó sẽ khoảng 70 độ C. Cái điện năng tiêu thụ của chiếc card màn hình GTX 1650 này cũng khá là thấp. Ở đối với những tựa game nhẹ nhàng như là Dota hay là CSGO thì nó sẽ dao động từ 35 cho đến 40W. Còn đối với những tựa game hơi hướng chip AAA hơn như là Shadow of Tomb Raider hay là Apex Legends thì chúng ta sẽ có 50W điện năng tiêu thụ của card màn hình.
Mình cũng có test thêm trong phần mềm 3D Max nữa, và trong cái phần Time Spy Score thì chúng ta có thể thấy là điểm graphic em này sẽ đạt là 3466 và điểm CPU sẽ đạt được là 3733. Thì mình thấy mức điểm này khá là ổn. Và khi các bạn cài đặt game ở cái mức setting là 2K thì nó có thể cho ra được FPS là 40 FPS. Thì mình nghĩ như vậy là được rồi, đặc biệt là trong cái tầm giá 20 triệu như thế này. Vậy thì với những cái trang bị khác của chiếc laptop FX506 này thì sao? Mình thấy là đối với đầu tiên là loa đi thì mình cũng cảm thấy khá là ưng ý và hài lòng với chiếc loa ngoài của chiếc laptop FX506 này. Bởi vì từ cái chất âm cho đến âm lượng nó ở mức vừa phải, nó không quá to, không quá nhỏ, không quá tệ, không quá hay, nhưng mà mình cảm thấy khá là dễ chịu khi mà nghe cái chất âm được phát ra từ hai chiếc loa của chiếc laptop này. Còn về cái webcam thì thực sự là đây không phải là một điểm mà mình đánh giá cao về em laptop này, bởi vì webcam của nó chỉ ở độ phân giải HD, cũng như là cái màu sắc nó hiển thị nó không quá là ấn tượng, không quá là nịnh mắt. Cái thời lượng pin của viên pin trong chiếc laptop này sẽ là 48 Wh. Thì mình nghĩ là với những tác vụ hỗn hợp thì các anh em sẽ sử dụng được khoảng 2-3 tiếng, còn chơi game thì auto là chúng ta sẽ cắm sạc rồi. Các cổng kết nối cũng rất là đầy đủ cho những anh game thủ nào quan tâm. Đương nhiên rồi, mình thấy một cái điểm đặc biệt rất là thiết kế, rất là thông minh ấy, ở trong chiếc laptop TUF FX506 này của Asus, đó chính là về phần thiết kế cổng kết nối. Gần như toàn bộ các cổng kết nối nó sẽ nằm ở phía bên cạnh, cạnh phía bên trái đây của tay mình đây. Còn phía này thì gần như chỉ có duy nhất một cái cổng USB Type-A. Cái này thì mình nghĩ là nếu như các bạn kết nối những cái thiết bị như là receiver của chuột, của bàn phím các thứ mà nó rất là ngắn thôi thì nó gần như là không hề ảnh hưởng một tí nào đến cái phần tay để các bạn di chuột ở cái phía thao tác bên này. Đó là một thiết kế mình thấy rất là thông minh và rất là tiện lợi dành cho các anh game thủ. Còn ở phía bên cạnh trái thì nó sẽ có nhiều cổng hơn, nó sẽ có một cổng mạng LAN đương nhiên rồi để cho chúng ta có thể kết nối ổn định này. Rồi chúng ta sẽ có cổng HDMI để truyền hình ảnh, rồi chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A và có cả một cổng USB Type-C nữa, một jack cắm tai nghe và một jack để sạc thiết bị. Đó, thực sự là thêm một cái điểm mà mình thích nữa, sẽ là điểm thứ ba nhé trong phần thiết kế mà mình thích trong chiếc laptop này. Vậy thì tổng kết lại ở đây thì mình đang nói đến cho các bạn một chiếc laptop khá là cơ bản, một chiếc laptop tầm trung, tầm giá 20 triệu dành cho các anh em game thủ cơ bản hoặc là những bạn sinh viên vừa học vừa chơi cũng rất là phù hợp. Có một cái combo đủ để chơi những cái tựa game nhẹ nhàng và có thể động chạm một xíu đến các tựa game AAA nếu như các bạn hy sinh một xíu về mức setting để có thể cho ra một lượng FPS ổn định hơn và cao hơn. Và đương nhiên combo này cũng rất là mát mẻ, chiếc máy này cũng rất là đẹp. Nếu như các bạn yêu thích cái thiết kế này, yêu thích cái hiệu năng này thì hãy truy cập vào đường link mô tả của sản phẩm, mình để ở phần mô tả của video nhé, đường link của sản phẩm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này và rất là hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ những cái video này để chúng mình ra những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và mong sớm gặp lại.